tuyển Việt Nam dẫn bàn Malaysia trước trận chung kết. Trước trận chung kết với Malaysia vào tối ngày 12 tháng 12, tuyển Việt Nam nhận tin vui khi toàn bộ thành viên có kết quả âm tính trong đợt kiểm tra COVID-19 lần thứ 4 tại Singapore. Tối ngày 10 tháng 12, thầy trò Park Hang-seo thực hiện kiểm tra xét nghiệm COVID-19 lần thứ 4 kể từ khi đặt chân đến Singapore. Đây là quy định bắt buộc của BTC AFF Cup 2020 khi mỗi đội tuyển tham dự giải đấu phải xét nghiệm COVID-19 3 ngày trên lần. Kết quả công bố của Bộ phận Y tế vào sáng nay cho hay, toàn bộ các thành viên tuyển Việt Nam đều khỏe mạnh, cho kết quả âm tính với COVID-19. Thông tin này rất ý nghĩa cho thầy trò Park Hang-seo, bởi trước đó, đối thủ của tuyển Việt Nam trong trận chung kết tối ngày 12 tháng 12 là Malaysia bị khủng hoảng lực lượng do bốn cầu thủ nhận kết quả dương tính với COVID-19. Đội bóng của huấn luyện viên Tan Chen Hoa muốn AFF cho bổ sung cầu thủ nhưng đề nghị trên bị bác vì đội bóng giữa AFF Cup chỉ có thể thay thế vị trí thủ môn trong trường hợp đặc biệt. Trong quá trình dự AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam và chính đội bóng khu vực thực hiện quy định hết sức ngặt nghèo, không được phép ra khỏi sảnh khách sạn khi chưa được sự đồng ý của bộ phận y tế, chỉ thực hiện đúng lộ trình từ khách sạn đến sân tập và ngược lại. Tuyển Việt Nam được bố trí một phòng ăn riêng biệt với các đội khác.